Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị và các bạn một ngày tràn ngập niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, chiến sự giữa Nga và Ukraine đang vô tình đẩy giá xăng dầu trên thế giới lên cao một cách chóng mặt. Tuy nhiên đã có dấu hiệu sụt giảm, song vẫn đang ở mức trước nay chưa từng thấy. Giữa tình hình đó, sự phát triển mạnh mẽ của ô tô chạy bằng điện lại khiến cho người ta có thêm nhiều kỳ vọng. Chính vì sự chuyển đổi này cũng đã gây ra nhiều tranh cãi, đó là việc sử dụng xe điện có thực sự tiết kiệm hơn xe xăng. Khi mà giá thuê pin và sạc điện được đánh giá là khá cao, vậy người dùng ô tô Việt có nhận xét như thế nào về hai hình thức này? Hãy cùng Ánh Sao Vàng đi tìm hiểu và so sánh xem sao nhé! Ô tô xăng cướp ở nhà, xe điện tung tăng trên đường phố Việt Nam. Hiện tại, theo nhiều chuyên gia cho rằng, dù đang trong thời điểm giá xăng trên đỉnh, nhưng việc chuyển qua dùng xe điện tại Việt Nam không phải là sự lựa chọn thông minh nhất. Theo khảo sát cho thấy, nếu sử dụng xe xăng ít thì vẫn tiết kiệm hơn rất nhiều so với dùng xe điện. Do ở Việt Nam hiện tại, chi phí thuê pin và sạc pin là khá đắt đỏ với nhiều nước khác, do các trạm sạc vẫn còn rất hạn chế tại đất nước chúng ta. Theo chia sẻ từ một người dùng Hà Nội, anh Trần Quốc Minh ở Đống Đa, Hà Nội, gia đình anh sở hữu một chiếc Mitsubishi Grandis 2.4 đời 2007. Đối với anh, con xe của nhà anh hiện giờ đang thuộc dòng xe ngốn xăng rất nhiều, trung bình từ 10 đến 13 lít trên 100 km. Nên việc xăng RON 95 tăng giá lên đến mức 29.820 đồng trên 1 lít thì nhu cầu sử dụng của gia đình anh giảm hẳn, thậm chí anh không sử dụng xe trong một thời gian ngắn. Anh Minh chia sẻ, gần tuần này xe đổ một chỗ, bên xăng tôi đã đổ đầy trước khi giá xăng tăng, nhưng bản thân thì chuyển sang di chuyển bằng xe máy. Từ nhà đến cơ quan hàng ngày cả đi lẫn về là 32 km, dù có chỗ đổ ô tô không mất phí, nhưng tôi quyết định tạm cất xe. Nếu xăng vẫn cao như thế này, chịu khó tí cũng tiết kiệm được thêm tiền chi cho điện, ăn uống. Không chỉ riêng anh Minh, người dùng xe ô tô tại Việt Nam vẫn đang rơi vào tình trạng đắn đo suy nghĩ trong việc dùng xe xăng lưu thông vào thời điểm bây giờ. Anh Tùng hiện đang ở Trường Chinh, Hà Nội. Anh đang sở hữu một trong những dòng xe được xem là ngốn xăng, đó là Toyota Land Cruiser GX 4.5L đời 2004. Theo anh Tùng chia sẻ, nếu đi phố sẽ chẳng bao giờ để ý đến mức tiêu hao nhiên liệu vì sẽ thường phải đổ xăng nếu đi nhiều. Từ đầu năm đến giờ, anh cất xe vào kho và dường như chưa sử dụng một lần nào. Anh Tùng còn cho biết thêm, giá xăng từ đầu năm tăng mà con cũng không đến trường nên tôi cũng không dùng đến chiếc xe này. Cả nhà chuyển sang đi chiếc xe nhỏ hơn là Volkswagen Scirocco nhưng cũng ít đi, chủ yếu sẽ vẫn là xe máy. Các anh Tùng và anh Minh kể trên cũng là một người Hà Nội, nhưng chị Nguyễn Thị Hạnh ở Đống Đa, Hà Nội vẫn thường xuyên sử dụng con xe Kia Morning S đời 2014 hàng ngày. Chị cho biết rằng do xe tiết kiệm nhiên liệu ở mức tầm 7,2 lít trên 100 km nên dù giá xăng trên thị trường đang tăng thì xe nhà chị vẫn chịu được và hoạt động bình thường. Dù vậy thì thói quen sử dụng xe của chị cũng thay đổi đáng kể. Chị đạp ga từ tốn hơn, ít sử dụng máy lạnh, máy sưởi trong xe. Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất là tiết kiệm xăng. Ngược lại hoàn toàn với người dùng xe xăng hiện tại, người dùng xe điện đang tự tin và phấn khởi khi lựa chọn xe điện của mình không bị ảnh hưởng từ giá xăng lên quá cao trong thời điểm hiện tại. Anh Chu Hữu Thọ ở Hoài Đức, Hà Nội. Anh là một trong số ít người đầu tiên nhận được xe VinFast E34 tại Việt Nam. Anh cho biết rằng với tình hình giá xăng tăng hiện tại, anh và gia đình vẫn sử dụng con xe E34 hàng ngày và dần anh bắt đầu mất luôn cả thói quen theo dõi giá xăng hàng ngày. Một người dùng khác của VFE34, anh Phạm Thành Lê, Kim Liên, Hà Nội, anh cho biết sau khi bán con xe Toyota Corolla Altis và chuyển sang sử dụng ô tô điện, anh và gia đình vẫn sử dụng hàng ngày, dù nhà anh không có chỗ đổ xe, anh phải gửi xe ở bãi xe tư nhân. Theo thông tin anh Liêm chia sẻ, tôi sử dụng xe như bình thường, đi 3 đến 4 ngày lại cắm điện qua đêm tại bãi xe, tuy nhiên cũng chưa có dịp đi xa mà chủ yếu đi trong thành phố. Đặc biệt chúng ta phải nhắc đến anh Nguyễn Mạnh Thắng ở Từ Liêm, Hà Nội. Anh đã có chuyến đi xuyên Việt từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3 năm 2022. Theo anh chia sẻ, anh thực hiện chuyến đi này với mong muốn kiểm nghiệm khả năng đi xa của chiếc xe điện đô thị này. Đồng thời anh muốn kiểm tra thử xem cơ sở hạ tầng các trạm sạc xe ở các địa phương khác nhau là như thế nào. Anh cho biết trong cuộc hành trình, anh chỉ sử dụng trạm sạc của VinFast và anh đã thực hiện tổng cộng là 11 lần sạc. xe điện và xe xăng, xe nào lợi tiền hơn? Đây được coi là vấn đề đang rất nóng lúc bấy giờ, khi xe điện đang dần phát triển và du nhập ngày càng nhiều vào thị trường Việt Nam, trong lúc giá xăng thì đang lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều chuyên gia và các tờ báo nổi tiếng đã thực hiện khảo sát người dùng Việt Nam cho vấn đề này. Chúng ta sẽ bắt đầu với những người sử dụng các dòng xe tiết kiệm như Kia Morning. Số lần đổ xăng hàng tháng gần như không thay đổi, bất kể giá xăng có tăng hay giảm đi nữa. Theo chị Hạnh, quãng đường chị di chuyển trung bình hàng ngày là khoảng 30 km, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 7,2 lít trên 100 km, thì với bình xăng 35 lít của Kia Morning, chị Hạnh sẽ đổ xăng mỗi tháng 2 lần, với số tiền theo giá xăng mới tổng cộng là 2.087.000 đồng. Chị Hạnh cho biết không có sự thay đổi quá lớn trong số tiền sử dụng đổ xăng. So với giá xăng cách đây 1 năm thì chỉ khoảng 18.000 đồng trên 1 lít, tính ra mỗi tháng tôi tốn thêm 800.000 đồng. Còn đối với người dùng các dòng xe hao xăng như Mitsubishi Grandis, chi phí để đổ đầy bình xăng 65 lít là 1.938.300 đồng. Mức hao xăng trung bình khoảng 10 lít trên 100 km của xe khiến cho anh Minh thường không đổ xăng đầy mà chia làm 4 lần trong một tháng, mỗi lần 500.000 đồng. So với cách đây 1 năm, cách đổ xăng này tương đương với việc anh Minh đổ gần được 2 bình đầy xăng, thì nay chỉ được hơn 1 bình. Đối với những người sử dụng xe điện như anh Thọ, anh Lê thì việc giá xăng thay đổi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc đi lại cả. Chi phí của việc đi xe ô tô phát sinh đó là chi phí cho thuê pin, cùng với đó là mỗi lần sạc điện tại trạm. Hiện tại thì giá điện vẫn chưa có gì biến đổi lớn, nên trong việc nạp điện cho xe vẫn chưa có gì thay đổi quá lớn. Việc tiêu hao nhiên liệu vẫn được tính theo số km đi được. Anh Thọ cho biết đã bán chiếc Kia K3 để mua chiếc VinFast E34, dù nhà vẫn có sân rộng thừa để cả hai chiếc xe. Lý do vì ô tô là phương tiện đi lại hàng ngày nên không có nhu cầu phải có hai xe ô tô, anh Thọ chia sẻ. Tôi đã thử sạc điện từ 10% lên 90% tại trạm sạc công suất 30 kW của VinFast, hết 31,2 số điện trong khoảng thời gian 1 giờ 19 phút. Với số tiền điện đang là 3.117,4 đồng trên kWh thì một lần sạc như vậy tôi tốn khoảng 97.000 đồng. Cộng với gói thuê pin tiêu chuẩn 657.500 đồng thì tính ra mỗi km xe chỉ tốn khoảng 1.800 đồng. Rẻ hơn so với xe Kia K3 trước đây tôi đi cũng phải hơn 2.100 đồng trên 1 km. Nếu đi nhiều và chọn gói thuê không giới hạn km, số tiền sẽ càng giảm khi vượt mốc 1.500 km. Dù không có bãi đỗ xe như anh Thọ, nhưng anh Lê vẫn thoải mái sử dụng xe điện hàng ngày khi anh đã đạt được thỏa thuận sạc điện với chủ bãi giữ xe tư nhân. Anh cho biết, tôi gửi xe ở bãi cách nhà mấy trăm mét lâu rồi nên đổi sang ô tô điện chỉ phải tốn thêm tiền điện trả cho chủ bãi. Mình thỏa thuận với họ tính vào lại khoảng 800.000 đồng trên một tháng cho việc sạc. Xe cứ đi 3 đến 4 ngày thì lại cắm sạc điện qua đêm. Trong khi đó thì nhóm của anh Thắng đã thống kê quãng đường đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1.917 km trong 2 ngày. Họ phải sạc pin 11 lần, trung bình mỗi lần 30 kWh với dung lượng khoảng 80% sẽ lên đường đi tiếp. Tổng cộng chiếc xe đã tiêu tốn 11 giờ để sạc điện và tốn khoảng 1 triệu đồng tiền điện. Qua những thông số trên, với giá xăng hiện tại, ta có thể rút ra được những điều như sau. Khi đi với quãng đường 500 km, dòng xe VinFast E34 với gói pin giới hạn sẽ tiêu tốn 1.801 đồng cho từng km di chuyển. Còn với gói pin không giới hạn, chủ xe sẽ phải tốn 4.096 đồng cho mỗi km di chuyển. Số tiền cao hơn ở đây là do có thêm tiền thuê pin. Trong khi đó, đối với các dòng xe xăng như Kia Morning S 2014, trong 500 km di chuyển sẽ tốn khoảng 36 lít xăng, tương ứng khoảng 2.147 đồng cho mỗi km di chuyển. Còn với các dòng xe hao xăng như Mitsubishi Grandis 2.4-2007 thì trong 500 km, xe sẽ tốn 2.982 đồng cho mỗi km di chuyển. Như vậy, với thông số chi phí số tiền trên km ở trên, giữa ô tô điện và ô tô xăng, có thể thấy được nếu đi ít, xe ô tô chạy xăng sẽ vẫn tiết kiệm do không phải chịu thêm phí thuê pin, nhưng nếu càng chạy nhiều và đi xa, ô tô chạy điện thực sự tiết kiệm. Vì thế, tương lai của ô tô điện và thay đổi thói quen của người dùng sẽ phụ thuộc nhiều vào hạ tầng trạm sạc cho xe. Quý vị có phải là một người dùng ô tô điện hay không? Quý vị có đánh giá như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận ngay nhé! Vâng, và video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì nhớ tặng Ad một like, nhấn đăng ký kênh và hãy bật ngay nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ những video hay nhất từ Ánh Sao Vàng nhé! Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.